Xin chào tất cả các bạn học sinh khối lớp 3 đang có mặt trong buổi họp trực tuyến ngày hôm nay. Cô tên là Nguyễn Thị Xanh, là giáo viên của trường tiểu học Nguyễn Khuyến, quận 12. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng các con trong tiết tập viết. Để tham gia tốt tiết học này, các con chú ý thực hiện những yêu cầu sau. Thứ nhất, chuẩn bị vở tập viết, bút mực, bảng con và phấn trắng. Thứ hai, các con hãy tập trung lắng nghe. Và cuối cùng, hãy thực hành yêu cầu của cô nhé. Tốt lắm, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khởi động bằng một bài hát thật vui nhộn nào. Xuân ga nhuộm nắng vàng hoàng hôn, nào cùng hát về chữ cái nhé. Hôm nay sẽ là chữ G. G hoa chính là tôi, còn em là G thương. Bên nhau ta cùng hát la la la, nào mau lại đây. Hãy nghe mình phát âm nè. G g g, sân ga trong nắng. G g g, gấu to vĩ đại. G g g, găng tay xinh xắn. Cô gấu đeo găng tay ở ga đợi tàu. Bam 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 bam. Nào bạn cùng vui và hát lên nào. Mình cùng hoa ca sẽ nên một thế giới phép màu. Nào bạn cùng vui ca và nhảy lên nào. Bầu trời bao la. Còn biết bao điều. Bây giờ, cô trò mình cùng bắt đầu tiết tập viết. Ôn chữ hoa dê tiếp theo. Mời cả lớp nhắc lại tên bài. Tốt lắm! Ở tiết học này, chúng ta sẽ ôn lại cách viết chữ hoa dê, D và R. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ tìm hiểu nghĩa và rèn từ ứng dụng, câu ứng dụng mới. Mục tiêu chúng ta cần đạt được ở tiết học này đó là viết đúng, viết đẹp chữ hoa, từ ứng dụng và câu ứng dụng. Hiểu ý nghĩa của từ ứng dụng và câu ứng dụng. Rèn kỹ năng viết đều nét, đúng khoảng cách giữa các chữ trong cùng một cụm từ. Các con hãy tập trung nghe giảng, dừng video sau mỗi yêu cầu và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập. Đối chiếu kết quả và tiếp tục nghe giảng nhé! Đây là nội dung bài học của chúng ta. Các con hãy đọc lại các chữ hoa, từ ứng dụng và câu ứng dụng trong bài học ngày hôm nay. Chữ hoa GH R D. Từ ứng dụng gành ráng. Câu ứng dụng ai về đến huyện Đông Anh ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. Đầu tiên, cô cho mình cùng ôn lại chữ hoa G nhé. Cô có mẫu chữ hoa G, mời cả lớp quan sát. Các con hãy cho cô biết, chữ hoa dê cỡ nhỏ cao mấy ô ly và được cấu tạo bởi mấy nét? À phải rồi, chữ hoa dê cỡ nhỏ cao 4 ô ly và được cấu tạo bởi 2 nét. Nét thứ nhất là kết hợp của nét cong dưới và nét cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ. Và nét thứ hai là nét khuyết ngược. Các con hãy cùng nêu lại hai nét của chữ hoa dê. Nào, chúng ta cùng xem cách viết chữ hoa dê cỡ nhỏ sao cho đúng nhé. Nét 1. Ta đặt bút ở giữa đường kẻ 3 và đường kẻ 4. Viết
cách một nét cong dưới và nét cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn to ở đầu chữ. Nét 2. Ta lìa bút ở đường kẻ ngang 2, viết nét khuyết ngược. Điểm dừng bút ở đường kẻ ngang 1 và 2. Như vậy là chúng ta vừa kết thúc quy trình viết chữ hoa dê cỡ nhỏ rồi. Cô mời các con cùng viết vào bảng con chữ hoa dê cỡ nhỏ. Tốt lắm! Tiếp theo là chữ hoa đê. Các con hãy cùng quan sát và nêu cấu tạo của chữ hoa đê nhé. À, phải rồi! Chữ hoa đê cao 2 ô ly rưỡi và được cấu tạo bởi 2 nét. Nét 1 là kết hợp của nét lượn 2 đầu và nét cong phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở dưới chân chữ. Và nét 2 là nét thẳng ngang ngắn. Rất tốt! Các con hãy nêu lại cấu tạo của chữ hoa đê. Cô mời cả lớp theo dõi cách viết chữ hoa đê. Chữ hoa đê cao 2 ô ly rưỡi và được cấu tạo bởi 2 nét. Nét 1 là kết hợp của nét lượn 2 đầu và nét cong phải, tạo vòng xoắn nhỏ ở dưới chân chữ. Và nét 2 là nét thẳng ngang ngắn. Bây giờ, các con hãy thực hành viết chữ hoa đê vào bảng con. Cô chờ mình cùng tìm hiểu về chữ hoa R nào. Các con hãy quan sát và cho cô biết chữ hoa R cao mấy ô ly và được cấu tạo bởi mấy nét. À, chữ hoa R cao 2 ô ly rưỡi và được cấu tạo bởi 2 nét. Nét 1 là nét móc ngược trái. Và nét 2 là kết hợp của nét cong trên và nét móc ngược phải, tạo thành vòng xoắn nhỏ ở giữa thân chữ. Cô mời cả lớp nêu lại cấu tạo của chữ hoa R. Quy trình viết chữ hoa R như sau. Nét 1, ta đặt bút ở giữa đường kẻ ngang 3 và 4, viết một nét hơi lượn phía sang trái. Viết nét móc ngược trái, đầu móc cong vào phía trong, dừng bút ở giữa đường kẻ ngang 1 và 2. Nét 2, lìa bút ở đường kẻ ngang 3, bên trái nét móc, viết tiếp nét cong trên, uốn nét lượn vào thân chữ, tạo thành vòng xoắn nhỏ gần đường kẻ ngang 2, rồi viết tiếp nét móc ngược phải và dừng bút ở đường kẻ ngang 1 và 2. Các con cùng chú ý theo dõi nhé! Chúng ta vừa kết thúc quy trình viết chữ hoa R cỡ nhỏ rồi. Cô mời các con cùng viết vào bảng con chữ hoa R này. Tốt lắm! Các con vừa được ôn lại cách viết các chữ hoa. Bây giờ, chúng mình hãy chuyển sang phần từ ứng dụng nhé. Cô mời các con quan sát và đọc cho cô từ ứng dụng. Gành ráng. Cô giới thiệu với cả lớp, gành ráng hay còn gọi là mộng cầm, là một thắng cảnh ở tỉnh Bình Định, cách Quy Nhơn 5 km,
là một bãi tắm đẹp của đất nước ta. Các con hãy quan sát, nhận xét các con chữ, xem chúng có chiều cao như thế nào. À phải rồi, ta thấy chữ hoa dê cao 4 ô ly, chữ hoa R và các con chữ thường H, G cao 2 ô ly rưỡi và các con chữ còn lại cao 1 ô ly. Vậy khoảng cách giữa các chữ là như thế nào? À, khoảng cách giữa các chữ bằng một con chữ O. Vì đây là tên riêng nên các con chú ý viết hoa chữ cái đầu của mỗi chữ nhé. Cô mời các bạn thực hành viết từ ứng dụng gành ráng vào bảng con. Cô khen các bạn đã viết đúng mẫu và đẹp nào. Tốt lắm. Bây giờ cô cho mình cùng chuyển sang luyện viết câu ứng dụng. Các con hãy cùng đọc câu ứng dụng này với cô. Ai về đến huyện Đông Anh, ghé xem phong cảnh Loa Thành Thục Vương. À, câu ca dao trên bộc lộ niềm tự hào về di tích lịch sử Loa Thành, được xây theo hình vòng xoắn ốc từ thời vua Thục Phán hay còn gọi là vua An Dương Vương đó các con ạ. À, cô sẽ giới thiệu thêm cho các con biết một vài điều về di tích lịch sử Loa Thành hay còn gọi là thành cổ Loa này. Thành cổ Loa là tòa thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam, được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước công nguyên để làm kinh đô nước Âu Lạc, nay thuộc huyện Đông Anh, Hà Nội. Vào khoảng năm 208 trước công nguyên, sau khi thống nhất hai bộ tộc Âu Việt và Lạc Việt, lập nên nhà nước Âu Lạc, An Dương Vương đã chọn vùng đất này để lập kinh đô, xây thành cổ Loa. Thành gắn liền với những truyền thuyết kỳ thú của dân tộc Việt về việc vua An Dương Vương định đô xây thành, về việc chiếc nỏ thần Kim Quy bắn một phát hạ hàng trăm tên giặc, về mối tình bi thương và cảm động của Mị Châu, Trọng Thủy. Cổ Loa ngày nay không chỉ là một di sản văn hóa, một bằng chứng về sự sáng tạo, về trình độ kỹ thuật cũng như văn hóa của người Việt cổ trong công cuộc giữ nước và chống ngoại xâm, mà còn là một điểm đến lý tưởng cho các du khách thập phương muốn đến khám phá những giá trị văn hóa, những hình ảnh quen thuộc của một số làng quê Bắc Bộ Thanh Bình. Bây giờ, các con hãy quan sát câu ứng dụng này và cho cô biết những chữ nào được viết hoa và lý do vì sao. À, phải rồi. Trong câu ứng dụng, các chữ Ai, Đông Anh, Ghé, Loa Thành và Thục Vương phải viết hoa. Chữ Ai và chữ Ghé viết hoa vì đây là các chữ đứng đầu dòng. Còn các chữ Đông Anh, Loa Thành và Thục Vương viết hoa vì đây là tên riêng. Thế các con có nhận xét gì về độ cao các con chữ trong câu ứng dụng? À, con chữ hoa dê cao 4 ô ly. Các con chữ hoa A, D, L, T, V và các con chữ thường H, G, Y dài cao 2 ô ly rưỡi. Các con chữ còn lại cao 1 ô ly. Tốt lắm! Các con nhớ chú ý, vị trí đặt dấu thanh ở trên hoặc dưới âm chính, khoảng cách giữa các chữ là một con chữ O. Nào, chúng ta cùng thực hành luyện viết bảng con những từ sau. Từ thứ nhất, Đông Anh. Từ thứ hai, Loa Thành. Từ thứ ba, Phong Cảnh. Và từ cuối cùng, Thục Vương. Rất tốt, cô khen các con đã viết đúng mẫu và đẹp. Bây giờ là thời gian các bạn viết vở tập viết. Trước khi viết bài, cô yêu cầu các con mở vở tập viết, cùng điều chỉnh tư thế ngồi và cách cầm bút cho đúng. Tư thế ngồi viết: lưng thẳng, không tì ngực vào bàn, đầu hơi cúi,
mắt cách vợ khoảng 25-30cm. Tay phải cầm bút, tay trái tì nhẹ lên mép vợ để giữ và hai chân để song song thoải mái. Cách cầm bút. Cầm bút bằng ba ngón tay, ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Khi viết dùng ba ngón tay di chuyển bút từ trái sang phải, cán bút nghiêng về phía bên phải, cổ tay, khuỷu tay và cánh tay cử động mềm mại, thoải mái. Các con hãy hoàn thành bài tập viết thật đẹp và chuẩn bị bài cho cô tiết sau. Ôn chữ hòa hát. Tiết học đã hết. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!